Tối ngày 12 tháng 10, tại nhà thi đấu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Pencastilat phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh tổ chức lễ khai mạc giải vô địch Pencastilat quốc gia năm 2024. Giải vô địch Pencastilat quốc gia năm nay thu hút sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ 28 tỉnh thành phố và ngành trong cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài nội dung biểu diễn bài quy định cá nhân và đối kháng nam nữ ở 12 hạng cân. Giải diễn ra đến hết ngày 20 tháng 10.